Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Do có đám mây đối lưu hình thành và phát triển nên từ sáng nay đã gây mưa rào rải rác tại một số nơi ở khu vực thành phố Quảng Ngãi và các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn. Sang đến trưa trời có nắng trở lại, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ C. Ngày mai 1 tháng 6, ngày Quốc tế Thiếu nhi. Dự báo thời tiết Quảng Ngãi ngày mai sẽ tăng từ 1 đến 2 độ so với hôm nay. Trời nhiều mây, mức nhiệt cao nhất dao động từ 33 đến 36 độ C. Nếu bố mẹ có kế hoạch cho con vui chơi trong ngày lễ này, nhớ trang bị đầy đủ quần áo chống nắng, kính râm và uống đủ nước để bảo vệ sức khỏe. Sang đến chiều có mưa rào và dông vài nơi, nhất là khu vực các huyện miền núi. Người dân sinh sống tại các khu vực này cần chú ý. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc mưa rào và dông. Đề phòng có sét và gió giật mạnh trong dông, ngày nắng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Thị xã Đức Phổ, mây thay đổi, chiều và đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng. Thị trấn Ba Tơ, mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong dông. Huyện Lý Sơn, mây thay đổi, ngày nắng, có lúc có mưa rào và dông. Thông tin về thời tiết ngư trường. Đang trong vụ cá năm, những ngày này, các bãi ngang trên đảo Phú Quý ở Bình Thuận luôn nhộn nhịp tàu thuyền ra vào bến, vận chuyển hải sản lên bờ và tiếp thêm nhiên liệu nhu yếu phẩm để tiếp tục vươn khơi. Các loại cá nổi như là mực lá, mực nang cũng đã xuất hiện nhiều. Bà con vươn khơi đánh bắt vụ cá nam trong những ngày này thì cần lưu ý gió Tây Nam đang hoạt động mạnh. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng biển từ Bình Thuận trở vào tới Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa. Có gió mạnh cường độ cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Độ cao sóng từ 2 đến 3,5 mét. Ngoài ra, trời còn dễ có mưa dông đi kèm với lốc xoáy. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận cũng cần lưu ý các biện pháp an toàn. Dự báo trong đêm nay, tuy trời ít mưa nhưng có gió mạnh khoảng cấp 5, cấp 6. Nơi có thời tiết đẹp nhất đó là các vùng biển phía Bắc từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống tới Quảng Ngãi, ra ngoài khơi quanh huyện đảo Hoàng Sa. Chiều và đêm nay, trời ít mưa. Gió không quá cấp 4, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km, biển êm. Bà con có thể yên tâm khai thác. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 6, khu vực này có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Sang đến chiều, nhiều nơi có mưa dông rải rác. Từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 6, ngày có nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong dông. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết một số tỉnh thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C. Thừa Thiên Huế có mây, ngày có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Đà Nẵng có mây, ngày có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Lâm Đồng có mây, ngày có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.